Các bác ơi, ngày hôm nay thì em mới bới ở trong kho ra được có hai cặp loa, một cặp loa RCF vỏ cong. Lâu lắm rồi các bác mới lên hàng cho các bác những cái con hàng RCF vỏ cong. Đợt này thì lâu lâu rồi không còn hàng, nhưng mà ngày hôm nay thì may mắn quá, bới trong kho là một cặp loa RCF vỏ cong lên giới thiệu cho bác. Cộng với đó bên này có một cặp loa Wolfielded của Anh Quốc các bác nhé. Ngày hôm nay thì so sánh giữa hai cặp luôn, một cặp của Italy còn một cặp là của Anh Quốc này. Hai cặp này toàn hàng xịn thôi các bác. Đấy, một cặp hai cặp này thì bới trong kho ra cho các bác luôn. Thì ngày hôm nay hai cặp, có hai cặp thôi nha các bác nhá. Có hai cặp này thôi, và con kia thì nó lẻ một con thì sẵn tiện bóc ruột gan cho bác luôn. Thì còn ở kia muốn một đôi thì chỗ này thì nó có một cặp thì cũng bóc ruột gan cho bác để các bác ngắm luôn nhá. Ngày hôm nay toàn bộ hàng không xịn, không chất, em không lấy tiền. Đấy. Nói chung là những cái dòng sản phẩm loa của Anh hay là của Italy thì nói chung là đã cực kỳ là chất rồi, nhưng mà nói đến những cái dòng loa của Anh thì nó vẫn có một thương hiệu thì tên tuổi các bác. Dòng Wolfielded này ở trên thị trường nó bán rất là đắt tiền đấy các bác, kể cả những cái dòng loa của RCF ở trên thị trường, những cặp loa mà mới tinh các bác nhá, mới tinh bóc hộp mà các thương hiệu của thằng RCF kìa, nó giá nó chỉ loanh, nó phải loanh quanh tầm khoảng 23, 40, 50 triệu đúng không ạ? Cả những cái dòng loa của Wolfielded này nó cũng thế, giá nó loanh quanh khoảng tầm 10 mấy 20, hơn 20, 30 triệu đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì có hai cặp này thì thành ra là em sẽ thanh lý rẻ cho bác một chút thôi nha các bác nhá. Bác nào mà ngày hôm nay săn được dòng sản phẩm gì nhanh thì còn, mà chậm thì hết. Mở đầu video thì có một cặp Wolfielded này. Cặp này thì thùng vách nó hơi xấu các bác. Thùng vách nó hơi xấu và nó có nước sơn ở đây này. Đấy, thùng vách nó hơi xấu một chút nhưng mà không sao. Chắc cái này nó không quan trọng quá đâu các bác, về lau liếc các thứ đi, cọ rửa một tí là chắc là nó ok thôi. Với một cặp này thì bình thường các bác mua trên thị trường chắc nó loanh quanh khoảng tầm 7-8 triệu là chuyện bình thường, nhưng mà ngày hôm nay thì duy nhất một cặp này thôi, báo giá sớm cho bác luôn nhá. Một cặp Wolfielded này bác nào lấy nhanh trong ngày hôm nay giá 2 triệu 1. Đấy, 2 triệu 100 nghìn cho các bác, được chưa ạ? Wolfielded thì nó sẽ, con này là dòng từ của nó là từ 170, côn 76, còn con này là chép của nó là chép, con này là chép của nó chiều ngang này cũng chép là 120 nhá các bác nhá. Bề ngang là 120. Đấy, con chép này cũng rất là nặng này. Chép này rất là nặng. Đấy, các bác nhá. Đấy, nói chung là con chép này thì cũng rất là ok. Dòng của Wolfielded thì nói chung là dòng này thì vừa các bác vừa hát vừa nghe nhạc cũng rất là tuyệt vời đấy. Nhưng mà nếu mà để so sánh với cái dòng khác thì nó không, chưa chắc bằng, nhưng mà nếu mà để các bác dùng gia đình thì em nghĩ rất là ok nhá. Con này thì là xương của nó này. Các bác này nhìn xương của nó là xương kiểu xương đúc này. Đấy. Con này thì cân nặng của một cái củ bát này nó loanh quanh nó tầm khoảng tầm 6 cân. Tầm 6 cân nha các bác nhá. Đây, bên trong là ruột gan của nó đây này. Ruột gan rất là ok các bác. Đấy, con này thì thanh lý thôi. Con này hàng thanh lý cho các bác thôi. Đấy, giá là 2 triệu 100. Bác nào bồ kết thì alo cho em nhé. Hàng của Anh Quốc, được chưa? Đấy, phía đằng sau đây bác nào nhìn em check qua cho các bác này. Delta 12, dòng Delta 12 các bác cứ tra trên mạng nhé. Dòng của Anh Quốc Delta 12, dòng Wolfielded Pro các bác nhé. Delta 12, được chưa? Đấy, duy nhất một cặp này thôi, bác nào lấy thì alo ới cho em sớm một chút thì em lên giới thiệu đến cho bác ngay, được chưa? À, bên cạnh đây thì có một cặp nữa, dòng của RCF, dòng RCF này, dòng RCF vỏ cong, trước có lên giới thiệu cho bác rất nhiều lần rồi. Dòng này thì nó đẹp hơn, nó mới hơn, chất âm nó hay hơn. Đấy, chất lượng nó cao hơn. Đây, phía mặt đằng sau các bác nhá. Con này thì lỗ đông thông hơi đằng sau này. Con này lỗ thông hơi đằng sau, em không nhớ con này là, con này lỗ thông hơi đằng trước các bác, lỗ thông hơi mặt đằng trước, còn con này lỗ thông hơi mặt đằng sau. Lỗ thông hơi mặt đằng sau này thì tiếng nó sẽ uy lực hơn, bởi vì là nó sẽ có độ cộng hưởng từ tường mà các bác để gần nữa, thành ra âm thanh nó sẽ mạnh mẽ và uy lực hơn các bác nhé. Hai tay sách ở hai bên. Đấy, và bên cạnh đây in chữ Pro Sound các bác nhé. Pro Sound, dòng RCF này là dòng RCF vỏ cong các bác. Dòng RCF vỏ cong rất là đẹp, rất là đẹp. Con này thì còn một cặp này nữa và một con lẻ này thôi. Bác nào mà ngày hôm nay mà chốt cho em thì alo sớm nhá. Dòng này thì có một cặp đẹp thôi, dòng này chất âm của nó rất là hay, rất là hay, tiếng bass rất là mạnh mẽ này, uy lực này, tép sáng bay. Đấy, âm thanh cho rất là ngọt ngào, chi tiết. Đấy, chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nói đến RCF thì các bác biết những cái dòng sản phẩm của Italy thì nhập khẩu trực tiếp của Italy rồi thì rất là hay luôn, được không ạ? Con này thì nó sẽ là gân vải tẩm dầu hai lớp sóng các bác nhá. Gân vải tẩm dầu ở đây thì em có bóc một con ra để các bác ngắm rồi. Gân vải tẩm dầu hai lớp sóng. Con này là một bát 30 từ 190 côn 76 các bác. À, con này là còn các bác nhìn cái gì nhỉ? Các bác nhìn cái dầu này, các bác nhìn cái dầu này, gân vải tẩm dầu là các bác biết là gân vải nhưng mà bên trong có dầu, là để nó, cái dầu này là để cho cái bát này này các bác sử dụng lâu dài nó vẫn được mềm, nó vẫn được mềm, nó không bị khô. Đấy, đối với những cái dòng sản phẩm mà cái bát này nó khô rồi, tức là nó đã đến cái thời kỳ là cần chúng ta phải dưỡng hoặc là chúng ta cần phải thay gân, đúng không ạ? Còn ở những cái dòng sản phẩm này, cái gân của nó các bác nhìn này, nó vẫn còn tràn trề dầu luôn. Thành ra là gì? Thành ra là cái dòng sản phẩm này nó vẫn còn mới và rất là đẹp. Các bác cứ yên tâm sử dụng thời gian dài, khoảng 5-7 năm nữa vẫn ok nhá. À, bát 30
Dòng này tiếng bass rất là ngọt ngào, rất là hay. Em nhấc cái củ này lên cho anh để mọi người nhìn qua cái củ chép trước đi. Nhìn cái củ chép trước. Đấy, con này thì lỗ thông hơi đằng sau các bác nhé. Ok, đây các bác nhìn này, đây là củ chép của nó này. Củ chép các bác nó nhìn thôi, nó đã rất là góc cạnh, nó rất là chi tiết rồi. Dòng này thì nó làm những cái khe này lên để nó có thể là giảm cái nhiệt lượng đi, đúng không ạ? Mát hơn, nó tỏa nhiệt tốt hơn các bác nhé. Và hai cái cọc đồng âm dương ở đây. Và dòng sản phẩm này thì cũng dòng sản phẩm made in Italy các bác nhé. Sản phẩm sản xuất tại Italy luôn. Dòng này là củ tép này là của BNC sản xuất các bác. BNC sản xuất, BNC là của Italy rồi đúng không ạ? Sản xuất tại Italy rồi đúng không ạ? Made in Italy các bác nhé. Củ chép này nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Lượng từ của nó cũng rất là dày đúng không ạ? Nhìn lượng từ của nó cũng rất là dày, rất là nhiều từ luôn. Thành ra là tiếng tép của nó rất bay và sáng các bác nhé. Em thử nhấc nốt cái cục từ lên cho mọi người nhìn đi, cho cái cục từ này lên. Đó. Từ rất là to các bác, nhìn rất là to luôn nhá. Ok, giờ CF hàng xịn các bác nhá. Đấy, con này là từ của nó sẽ là 190 côn 76 các bác nhá. Côn 76 cái thanh cái xương loa này các bác, nhìn xương loa của nó nhìn rất là chắc chắn. Những dòng này em nhìn đánh giá cái nội ngoại quan cái là nhìn đã thấy rất là chắc chắn rồi. Nhìn đã thấy thích rồi các bác nhá. Và nó sẽ có những cái rãnh để tản nhiệt này các bác, rãnh để tản nhiệt cộng với đó là trên này nó sẽ có một cái lỗ để thoát hơi. Đấy, nó làm cái âm thanh của chúng ta nó sạch hơn, âm thanh hay hơn, chất lượng hơn. Từ trắng bốp các bác. Nhìn từ trắng bốp này các bác biết là hàng xịn rồi đúng không ạ? Đấy, từ trắng bốp này là biết hàng xịn rồi. Con này thì độ mới còn rất cao. Đương nhiên là nó sẽ có một vài cái vết như thế này thì không thể tránh khỏi rồi, loa bãi mà các bác, đúng không ạ? Đó, và con này sẽ là côn 76 các bác nhá. Côn 76 rất là nặng. Con này thì là bát của nó rất là nặng luôn. Con này là bát của nó là bát 450. À quên, bát của nó là 190 côn 76 từ từ con này từ Ferris thì các bác. Đó, con này thì rất là nặng các bác. Để dịch ra một chút này, rất là nặng. Bên trong bông tiêu âm này, các bác nhìn cái phân tần của nó trông nhìn cũng rất là chất. Bên trong phân tần này bông tiêu âm trắng tinh các bác nhá. Bông tiêu âm này trắng tinh. Đó, con này thì chất âm rất là hay luôn rồi. Không cần phải bàn nữa. Đó, với một cặp loa RCF vỏ cong này hiện tại giá cũng đang rất tốt. 4.200.000 đồng một cặp thôi. Hàng chuẩn xịn zin bãi các bác nhá. Các bác về nhà các bác test âm thanh thoải mái, test âm thanh thoải mái cho em. Các bác nhận hàng test chất âm tuyệt vời, ngon lành cả nhà các bác, hãng thanh toán tiền được chưa? Đấy, không hay, không chất, không xịn, bên em bao đổi trả, bao gửi lại hàng được chưa các bác? Bảo hành lên tới 1 năm cho các bác khi mua các cái dòng sản phẩm của RCF này. Đấy, những cặp loa RCF, đặc biệt là RCF vỏ cong này thì rất là chất rồi. Các bác chơi âm thanh cực kỳ là hay luôn rồi. Em ơi, em quay con kia quay lại cái mặt đằng trước đi, mặt đằng trước nữa để cho nó đồng bộ như này. Đó các bác. Ok. Đó, các bác nhìn xem. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp, những cái cặp loa này cực kỳ là ngon luôn. Đó, giá cũng rất là bình dân. Có 4.500.000 đồng một cặp thôi thì em thấy giá nó rất là bình dân. Các bác chơi những cái dòng này mà các bác thoải mái thừa tiền chúng ta thêm một con súp của RCF nữa. Những cái con súp của RCF nó cũng loanh quanh tầm 4.500.000 nữa thì nó cũng rất là hay luôn rồi các bác nhá. Ok, lên nhanh một clip giới thiệu đến hai dòng sản phẩm cho các bác. Một là loa của Goldfielder nó hơi cũ và xấu một chút thì thanh lý cho các bác giá 2.1 triệu. Còn một cặp RCF vỏ cong hàng đẹp tuyển như thế này nữa thì để cho các bác giá 4.500.000. Anh em và các bác bổ kết dòng sản phẩm nào thì sớm alo ngay cho bên em nhá. Còn bây giờ thì em xin phép được kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Đừng quên liên hệ sớm bên em để có thể có những cái dòng sản phẩm chất hàng xịn nhá. Xin chào.